Tham gia góp ý kiến cho bản dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án điều hành xuất khẩu gạo của Bộ Công Thương, đại diện Bộ Tài chính có ý kiến đề xuất tạm dừng xuất khẩu gạo cấp thấp đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020. Lý do được Bộ Tài chính đưa ra là chỉ tiêu kế hoạch mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao là 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa thường. Trước tình hình xuất khẩu tăng nên các doanh nghiệp đã trúng thầu cung cấp gạo cho dự trữ quốc gia, có tình trạng kéo dài thời gian ký hợp đồng và không thực hiện thương thảo hợp đồng.